Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2023, chúng tôi chuyển đến quý khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều lĩnh vực nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân quan tâm được đưa ra trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ có 4 giải pháp của các tác giả nhóm tác giả được vinh danh trong sách vàng Việt Nam năm 2023. Hội Mỹ thuật thành phố Cần Thơ tổ chức triển lãm chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương từ nay đến hết ngày 12 tháng 12 tại Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố. Thưa quý vị, mở đầu ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Theo kết quả được công bố ở khối Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Phạm Giang Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ có số phiếu tín nhiệm cao, đạt cao nhất chiếm 98%. Xếp sau đó là ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với số phiếu tín nhiệm cao đạt 88%. Tiếp theo là bà Nguyễn Phương Thủy, trưởng ban kinh tế ngân sách của Hội đồng Nhân dân thành phố, có số phiếu tín nhiệm cao đạt 86%. Còn ở khối Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, có số phiếu tín nhiệm cao đạt 74%. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, có số phiếu tín nhiệm cao đạt 80%. Ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, có số phiếu tín nhiệm cao đạt cao nhất chiếm 90%. Ông Hoàng Quốc Cường, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất với 17 phiếu, chiếm 34%. Theo báo cáo kết quả thảo luận tổ trước đó, qua nghiên cứu báo cáo của 29 người được lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cho rằng những người được lấy phiếu tín nhiệm có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, chấp hành nghiêm hiến pháp và pháp luật, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, bản thân và gia đình gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, những người được lấy phiếu tín nhiệm, tùy theo vị trí công tác của mình đã có nhiều cố gắng nỗ lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đóng góp tích cực vào kết quả chung của hệ thống chính trị thành phố, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố. Và một nội dung quan trọng khác trong phiên họp buổi sáng của kỳ họp thứ 13 này là phần thảo luận tại hội trường với nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Cùng với nêu ra nguyên nhân, làm rõ một số vấn đề liên quan làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng không như kỳ vọng của Cần Thơ trong năm 2023. Tham luận của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tập trung vào tiến độ, kết quả thực hiện nghị quyết 45 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Theo đó, sau gần 2 năm triển khai thực hiện, 6 cơ chế chính sách và 2 dự án được nêu trong nghị quyết đã được thành phố Cần Thơ tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương triển khai thực hiện. Về trình quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Thì đến nay đó, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ ngành trung ương, thì thành phố đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ. Vừa qua thì quý đại biểu cũng đã biết là quy hoạch thành phố chúng ta thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thì đây là cái điều kiện đủ để chúng ta tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cái đề án thành lập trung tâm này. Liên quan đến kết quả khắc phục tình trạng ngập nghẹt nội ô quận Ninh Kiều, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều thông tin, thời gian qua địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư nhiều công trình giao thông, hệ thống thoát nước, đặc biệt là đầu tư nâng cấp nhiều tuyến hẻm theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Riêng trong năm 2023, quận đã thực hiện đầu tư 53 tuyến hẻm với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, nâng tỷ lệ tuyến hẻm được bê tông, trải nhựa đạt trên 94%, góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, từng bước xóa dần các điểm bức xúc về ngập nghẹt, ô nhiễm. Phiên thảo luận còn có các nội dung liên quan đến dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91,
km 0 đến km 7. Công tác phối hợp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, vai trò của công nghệ trong sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp thành phố, công tác chuẩn bị hàng hóa Tết, vân vân. Chúng tôi phối hợp với quản lý thị trường và các ngành chức năng công an thành phố tăng cường để chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Và cũng trong cái hội nghị này, cũng kính đề nghị lãnh đạo thành phố, quý đại biểu hội đồng dân và bà con cử tri là hỗ trợ ngành công thương cùng chúng tôi để chúng ta làm sao cho cái hàng hóa được đến tay bà con phải là đảm bảo giá, đảm bảo chất lượng. Và chúng tôi cũng cam kết là xử lý nghiêm đối với những cái doanh nghiệp, những cái đơn vị mà làm ăn không trung thực, là lợi dụng để tăng giá bất hợp pháp. Bên cạnh đánh giá cao kết quả đạt được, các tham luận cũng nêu đề xuất nhằm thúc đẩy sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Đề nghị với Hội đồng Nhân dân thành phố cũng như là các cấp quan tâm nhất là cái bệnh viện Ung bướu. Tôi cho đây là một cái vị trí rất quan trọng, một cái phúc lợi là cần thiết để cho nhân dân, không phải Cần Thơ của chúng ta đâu, mà ở đây nó là cả cái vùng, cả một cái khu vực. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất công để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, sớm hoàn thành công trình như công trình cầu Trần Hoàng Na trước ngày 31 tháng 12 để kịp thời khánh thành và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã dành trọn thời gian cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều lĩnh vực nội dung quan trọng cấp thiết, những vấn đề nổi cộm bức xúc đang được cử tri và nhân dân quan tâm đã được đưa ra để các sở ban ngành giải trình, làm rõ, đưa ra những giải pháp để kịp thời khắc phục, giải quyết. Bên cạnh các vấn đề về thu ngân sách, giải quyết nợ động thuế, nâng cao chất lượng thi hành án dân sự, tình hình xuất khẩu hàng hóa giảm so với cùng kỳ, xây dựng nông thôn mới, các đại biểu quan tâm đặt nhiều câu hỏi thuộc lĩnh vực y tế. Nổi bật là việc chậm triển khai các dự án trọng điểm ngành y tế, thực hiện phân cấp quản lý đối với hệ thống y tế cơ sở, việc đảm bảo quyền lợi người sử dụng bảo hiểm y tế, tình trạng thiếu vật tư sinh phẩm tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ. Trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu cần làm rõ trách nhiệm của ngành y tế đối với những tồn tại hạn chế. Tại kỳ họp cuối năm 2022 thì chúng ta cũng đặt ra vấn đề này, và đồng chí giám đốc cũng có đã hứa, nhưng mà đến nay việc xử lý cũng còn chậm. Thì từ cái việc chậm trễ này thì đã ảnh hưởng tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân, nhất là cái người tham gia bảo hiểm y tế. Khi đến các cơ sở y tế công lập để khám chữa bệnh thì vẫn phải xảy ra cái tình trạng là phải mua thuốc bên ngoài. Thì xin hỏi đồng chí là cái vấn đề đặt ra là cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, thì ngành y tế đã tham mưu gì cho thành phố để xử lý vấn đề này? Hiện nay ủy ban đã phê duyệt cái lựa chọn nhà thầu cho 20 đơn vị có công tác khám chữa bệnh, thì các đơn vị cũng đã thực hiện việc triển khai đấu thầu, và một số các bệnh viện cũng đã hoàn thành cái việc mua sắm đấu thầu vật tư trang bị y tế, thì cơ bản trong năm 2024 sẽ đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cho người dân. Và đối với bệnh viện Huyết học Truyền máu thì cũng đã hoàn tất cái gói thầu về mua túi máu cũng như là sinh phẩm sàng lọc. Thì tuần vừa rồi thì Sở Y tế cũng đã làm việc với lại bệnh viện Huyết học Truyền máu, và trong tuần sau thì bắt đầu công tác vận động lấy máu lại. Các em còn đang học trung học cơ sở khoảng 13-14 tuổi sử dụng xe phân khối lớn. Điều này thì làm cho ùn tắc giao thông và gây tai nạn giao thông. Vậy xin hỏi chỗ Giám đốc Công an và Sở Giáo dục Đào tạo có liên đới để ngăn chặn và cái giải pháp gì để làm sao cho cái tình trạng an toàn giao thông đối với các em nó được an toàn hơn? Xác định các cái mục tiêu, yêu cầu để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông và xác định trách nhiệm của các cơ quan, đồng thời triển khai đến các cái phòng giáo dục là các quận huyện và công an các quận huyện để có cái kế hoạch phối hợp, và đã tổ chức 161 cuộc là tuyên truyền tại 161 trường, thì qua đó là có trên là 60.000 là các em là tham gia để các cái buổi tuyên truyền này, và công an thành phố đã xây dựng thí điểm và duy trì 12 mô hình cổng trường an toàn giao thông tại 12 điểm trường trên địa bàn thành phố. Thì qua đó, qua đánh giá thì thấy cũng đạt được kết quả cao. Cũng mong quý cử tri
phối hợp là quản lý con em mình không để tham gia tụ tập đêm khuya, đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự. Và đồng thời qua cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, quý cử tri mà khi phát hiện thì thông báo cho cơ quan công an để có cái giải pháp phối hợp để ngăn chặn kịp thời. Cán bộ lãnh đạo quản lý có tình trạng e ngại, thiếu tính chủ động, thiếu sáng tạo, chưa quyết liệt trong thực hiện các cái công việc, thậm chí có tình trạng co cụm, cầu an và thận trọng quá mức. Vậy trước tình trạng này thì giám đốc sở có tham mưu gì cho Ủy ban nhân dân thành phố có các giải pháp xử lý hiện tượng này để thành phố chúng ta năng động, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ? Trong thời gian qua thì ngành nội vụ thì cũng đã tham mưu là cho ủy ban là ban hành nhiều cái văn bản để chỉ đạo, là như là cái chỉ thị của ban cán sự rồi chỉ thị của ủy ban để chấn chỉnh cái tình trạng này. Đồng thời thì từ năm 2022 thì ngành nội vụ thì cũng đã tham mưu cho ủy ban là có cái văn bản để kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với là 6 cái cơ quan đơn vị là có cái việc là giải ngân mà không đạt yêu cầu. Và năm 2023 thì cũng tham mưu tiếp tục là xử lý thêm một cái đơn vị thì cũng có là cái thiếu trách nhiệm trong cái vấn đề là giải ngân cái vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ngoài ra, các câu hỏi liên quan đến thu gom xử lý rác thải, công tác quản lý, quy hoạch quảng cáo ngoài trời cũng được lãnh đạo các sở ngành giải trình làm rõ. Theo kế hoạch, trong phiên làm việc sáng mai 8 tháng 12, kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Theo dõi kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều cử tri bày tỏ đồng tình với nhiều nội dung kỳ họp đưa ra, đồng thời tiếp tục kiến nghị, gửi gắm đến kỳ họp những vấn đề mà cử tri quan tâm. Chủ trương mở rộng cái quốc lộ chuyên môn thì của thành phố trình ấy, thì cái này là hoàn toàn nhất trí, mà coi như vừa qua bên chỗ tiếp xúc cử tri của địa phương của chú, cái địa bàn của khu vực là cũng đồng tình, người dân rất phấn khởi cái chủ trương này, thì cũng mong là làm sao thành phố Cần Thơ làm càng sớm càng tốt. Mong muốn của tôi là về cái chính sách làm sao là được hỗ trợ nâng lên cái các cái đoàn thể ở ấp. Thì hiện nay tôi thấy cái mức hỗ trợ trợ cấp đó thì nó rất thấp, cho nên là về cái vấn đề không phải là sống mà về tiền bạc, mà về là tinh thần, nhưng mà trong đó nó cũng phải có cái vấn đề tiền bạc, nhờ ở trên hỗ trợ được cho nó nâng cao lên một chút để cho các anh em ở trong cái đời sống cho nó có cái thoải mái một chút, nhưng mà cho nó đảm bảo được cái vấn đề công tác tạo công ăn việc làm cho những cái hộ cận nghèo và hộ nghèo. Hai nữa là đề nghị với ngân hàng chính sách xã hội của thành phố Cần Thơ là hỗ trợ cái vốn cho cái hộ nghèo và cận nghèo để giải quyết cái xóa đói giảm nghèo bền vững của thành phố Cần Thơ để hoàn thành cái chỉ tiêu đó. Đồng thời là để xây dựng một cái thành phố mình là kỷ niệm 20 năm trực thuộc trung ương thì đảm bảo đường xá thuận lợi cho bà con đi lại, đảm bảo trường học để đủ trường học cho các cháu nó đến tuổi đến cấp sách đến trường. Ba là trạm y tế là phải có bác sĩ về để làm sao để đảm bảo cái đời sống sức khỏe cho người dân. Thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương là 20 năm thì có một cái tiến triển đất nước tốt đẹp, và đồng thời đó cũng đề nghị là về nâng cấp lộ xá cầu kỳ nông thôn cho tiến triển và đẹp khang trang thành phố Cần Thơ. Còn về mà điện thì dây chằng chịt quá thì cũng đề nghị đến Hội đồng Nhân dân thành phố đó thì có cái hướng đề xuất khắc phục lại dây chằng chịt ở trên thành phố Cần Thơ và các dự án. Tiếp tục chương trình thời sự với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa giao Ban Quản lý các dự án đường thủy nghiên cứu đầu tư nâng cấp tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền ở Đồng Tháp với tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.300 tỷ đồng.
Kênh Mương Khai Đốc Phủ hiện đi qua các huyện Lai Dung, Châu Thành, thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp. Đây là tuyến đường thủy ngắn nhất nối sông Tiền và sông Hậu. Tuy nhiên, lòng kênh rộng 25-40m, nông dưới 2m, nhiều đoạn cong hẹp tỉnh, không cầu dưới 3,5m, nên tàu lớn khó lưu thông. Theo địa phương, để triển khai dự án, cần phải giải phóng 130 hectare mặt bằng, di dời tái định cư hơn 1.000 hộ dân. Công trình dự kiến hoàn thành sau 4 năm thi công với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Sau nâng cấp, tuyến kênh được ví như kênh đào Suez của miền Tây sẽ đạt chuẩn luồng tàu kênh cấp 3 đường thủy nội địa. Công trình giúp rút ngắn khoảng cách giữa sông Tiền và sông Hậu còn 20 km và gần hơn 45 km khi từ cảng Sa Đéc đi cảng Cái Cui của thành phố Cần Thơ, ước tính giảm 30% chi phí vận chuyển. Tại lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2023 vừa diễn ra tại Hà Nội, thành phố Cần Thơ có 4 giải pháp của các tác giả nhóm tác giả được vinh danh trong sách vàng năm nay, gồm công trình tích hợp công nghệ trao đổi electron nâng cao vào ORB, vào hệ thống nước ORB của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, công trình chế tạo bớt dùng trong xạ trị bệnh nhân ung thư khoang miệng bằng việc kết hợp airway và cao su nặng lấy dấu của Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, công trình hệ thống trợ lái cho cầu trục của nhóm tác giả Trương Bách Khoa thuộc Trường Đại học Cần Thơ, công trình khóa mở trụ nước chữa cháy đa năng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ. Đây là 4 công trình trong 79 công trình giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ được tuyển chọn từ 162 công trình do các bộ ban ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh thành giới thiệu, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường chăm sóc sức khỏe nhân dân và phục vụ đời sống xã hội. Chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống mỹ thuật Việt Nam, 10 tháng 12 năm 1951, 10 tháng 12 năm 2023. Hội Mỹ thuật thành phố đã tổ chức triển lãm và trao giải mỹ thuật truyền thống thành phố Cần Thơ năm 2023. Triển lãm đã giới thiệu gần 100 tác phẩm của 24 tác giả, phản ánh sinh động các lĩnh vực đời sống, đất nước, con người Cần Thơ cũng như đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó có 49 tranh sơn dầu, 15 acrylic, còn lại là các thể loại như tranh khắc gỗ, sơn khắc, sơn mài, xé dán, vân vân. Các tác phẩm đa dạng về đề tài và phong cách thể hiện, được sáng tác từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Ban tổ chức đã trao 11 giải cho 11 tác giả, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về tác phẩm Phơi lúa của họa sĩ Trần Thiện Pháp. Ngoài ra, ban tổ chức cũng lựa chọn tác phẩm với chủ đề Cô gái Ninh Kiều với chất liệu sơn mài của tác giả Nguyễn Hồng Trang tham dự giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Triển lãm mỹ thuật truyền thống thành phố Cần Thơ năm 2023 mở cửa phục vụ từ nay đến hết ngày 12 tháng 12 tại Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố. Quý khán giả thân mến, vượt qua dòng sơ tuyển trong không khí sôi nổi và hào hứng tại khu nghỉ dưỡng Cần Thơ Eco Resort, 36 thí sinh cuộc thi Người đẹp Tây Đô năm 2023 đang bước vào giai đoạn tập luyện cùng huấn luyện viên chuẩn bị cho vòng bán kết cuộc thi. Trong không khí hào hứng, các thí sinh cuộc thi Người đẹp Tây Đô được huấn luyện viên Trần Tuyết Như Á hậu 2 Khoa hậu Hòa bình Việt Nam năm 2022 tập luyện kỹ lưỡng các bài tập cơ bản. Trong cái quá trình tập luyện thì các bạn cũng nắm bắt rất là nhanh, tập luyện rất là chăm chỉ, nắm tất cả các kỹ năng mà trình diễn mà các bạn cần phải có ở trong đêm bán kết. Và sau đó là sẽ tập thêm những cái phần như là đi nhóm, đi đơn, đi out để khi mà lên sân khấu, ráp sân khấu mọi thứ sẽ trơn tru nhất có thể và cũng sẽ tạo lên hiệu ứng tốt nhất cho các bạn. Trong các buổi tập, thí sinh được luyện các bài khởi động, giải phóng hình thể, các bước cắt quốc cơ bản, tập đi và tạo dáng với áo dài, áo bà ba, cách đi đôi, đi nhóm, một số tuyến đi cơ bản để ráp sân khấu và các kỹ năng trình diễn tự tin trước ống kính. Đây là lần đầu tiên em tham gia một lớp catwalk và rất là may mắn khi đây là một catwalk rất là chuyên nghiệp từ chị Như. Như cũng là Á hậu 2 thì em rất tin tưởng vào chị và chị hướng dẫn thì em rất là nhiệt tình. Em học được rất là nhiều thì đây cũng là một hành trang rất là quý báu. Lần đầu tiên em đến với sàn catwalk thì cảm xúc của em là cũng rất là lo sợ tại lần đầu mang giày catwalk. Đến với cuộc thi thì cho em là biết hơn về cách đi áo dài, áo bà ba, những bước điều uyển chuyển hơn, dịu dàng hơn, cho em tự tin hơn. Cuộc thi Người đẹp Tây Đô năm 2023 do Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ giữ bản quyền và tổ chức, tôn vinh nét đẹp chân thiện mỹ của người phụ nữ Việt Nam, tìm kiếm những nét đẹp hiện đại, nhân ái, trí tuệ, bản lĩnh
để trở thành gương mặt đại diện thành phố Cần Thơ, thực hiện sứ mệnh góp sức quảng bá phát triển văn hóa du lịch Cần Thơ. Em đã có cơ hội được tham gia nhiều show diễn ở các tỉnh thành lớn nhỏ và cũng đã thi những cái cuộc thi ở thành phố, ở trường học. Nhưng mà thật sự mà nói thì khi mà đến với cuộc thi Người đẹp Tây Đô thì bản thân em nhận ra là mình còn phải cố gắng nhiều hơn, phải trao dồi rèn luyện nhiều hơn, bởi vì đây là một cái sân chơi mà em cảm thấy là các chị ở đây, chị nào cũng giỏi, chị nào cũng rất là sáng, chị nào cũng rất là xinh đẹp hết, và nó thúc đẩy em phải quyết liệt hơn, phải quyết tâm hơn để có thể, dù không phải là người chiến thắng nhưng mà mình cũng phải chiến thắng được bản thân mình, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để hoàn thiện bản thân hơn. Sau những ngày tập luyện kỹ lưỡng, top 36 thí sinh sẽ bước vào vòng bán kết diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 12 tại khu nghỉ dưỡng Cần Thơ Eco Resort, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ban giám khảo sẽ chọn ra 25 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.